Xin chào các bạn, trong cái clip này thì tôi sẽ trình bày với các bạn cách cấu hình cái địa chỉ IP cho router và mô hình của chúng ta thì như ở đây. Tôi có một cái router nối với hai cái máy tính. Và hai cái máy tính này lần lượt có địa chỉ là 192.168.1.100, còn cái này thì sẽ là 10.1.0.100. Thế bây giờ chúng ta sẽ cần phải cấu hình cái địa chỉ IP của cái router này như thế nào để hai cái máy này nó có thể trao đổi thông tin được với nhau. Đây thì chúng ta có thể ví dụ bằng lệnh ping. Tôi đánh lệnh là ping 10.1.0.100, nó chính là cái địa chỉ IP của cái máy thứ hai này. Đây là cái cửa sổ của máy thứ nhất, 192.168.1.100. Nếu mà ping thành công thì các bạn sẽ thấy là nó có reply from, còn nếu mà không thì nó sẽ bị timeout. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tạo mới từ đầu đi. Không thì tôi mở cái cửa sổ của Packet Tracer khác. Ok, thế việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn router. Thế thì các bạn chọn vào Network Device đây, sau đó thì các bạn chọn đến mục router. Tiếp theo thì các bạn chọn đến con router này. Sau đó nữa thì các bạn chọn phần End Device. Các bạn chọn vào PC này. PC thì nó sẽ có dây. Thế sau đấy thì các bạn chọn vào phần Connection. Các loại dây các bạn chọn cái Cooper Straight Through này. Để chúng ta sẽ nối vào cổng Ethernet không ở trên cái PC, và bên này thì chúng ta cũng sẽ nối vào cổng không. Tiếp theo thì chúng ta làm tương tự, cái này là Ethernet không nhưng mà sẽ nối vào cổng 1 của cái router. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cấu hình địa chỉ IP cho cái router này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào phần command line của nó. Ở đây thì sau khi mà boot lên, tức là nó khởi động xong, thì nó sẽ hỏi mình có thiết lập ban đầu hay không. Thì chỗ này chúng ta sẽ chọn là no đi, bởi vì là thiết lập ban đầu này chủ yếu là mật khẩu mà chúng ta đang thử, cho nên là mật khẩu thì nó sẽ hơi tốn thời gian hơn một chút, cứ làm không mật khẩu đi. Thì đây gọi là chế độ user, và bây giờ chúng ta sẽ phải vào chế độ privilege trước, enable đây. Sau đó thì các bạn có thể chuyển vào cái chế độ config, thì các bạn đánh vào đây là con chuyển sang tiếng Anh config terminal. Đấy. Thế nếu mà các bạn muốn thoát ra thì tôi làm lại cho các bạn nhớ. Thì các bạn đánh exit. Exit cái nữa. Và đánh hơi sai chính tả tí, cho nên là nó đang bị translating và chữ y chữ x được bị ngược vị trí với nhau. Vâng, đến đây thì nó quay lại rồi, đánh lại exit vào đây. Chậm rồi, nó chuẩn. Thế ở đây chúng ta có thể đánh lại là con config terminal. Đấy, các bạn sẽ thấy là nếu mà từ chế độ user mà muốn vào chế độ config luôn là không được. Chúng ta vẫn cứ phải qua chế độ privilege trước, enable. Để vào privilege sau đấy thì mới đến là config terminal. Thì như đây có thể đánh tắt là con t. Thế sau đấy thì chúng ta sẽ cấu hình cái các mạng gigabit không của cái này. Thế thì các bạn đánh vào đây là interface gigabit ethernet 0.0.0, enter cái. Các bạn thấy nó đổi sang thành IF ở đây là ok. Mình sẽ đặt địa chỉ IP bằng lệnh là IP address, sau đó là 192.168. Vâng, để xem cái khúc đuôi của nó là cái gì, xem lại cái mạng trước .1. Thế thì đây nó sẽ là .1.1 luôn. Cái máy tính là 100 thì cái này router nên là .1.1. Enter một cái. Vâng, chỗ này nó báo là incomplete comment, tức là cái lệnh nó không hoàn chỉnh. Đây chúng ta thiếu subnet mask 255.255.255.0. Enter một cái. Sau đó thì no shutdown. Cái này là để giữ cho cái các mạng nó không bị disable đi. Đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cấu hình cái
Ethernet thứ hai. Vâng, ở đây thì các bạn phải exit ra trước để thoát khỏi cái Ethernet thứ nhất. Sau đó thì các bạn đánh vào đây là Interface Gigabit Ethernet 0.0.1, Enter. Đấy, sau đó lại tiếp tục đánh IP là IP address 10.1.0.1. Đấy, vẫn bị thiếu subnet mask và đánh tiếp 255.0.0.0. Ok, cũng no shutdown. Tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình cái địa chỉ của cái máy PC này. Thế các bạn vào phần config ở đây, các bạn thấy là nó có default gateway. Default gateway thì các bạn sẽ lấy địa chỉ IP của cái router này. Lúc nãy thì chúng ta nối cái máy này với cổng gigabit không, cho nên là địa chỉ của cái default gateway nó sẽ phải là 192.168.1.1. Nó phải là cái địa chỉ IP của cái cạc mạng không. Đấy, ngoài ra thì cái máy tính này nó sẽ có bản thân nó sẽ có địa chỉ IP là 192.168.1.100. Ok, mình có thể đổi tên cho nó để cho nó dễ nhìn, 192.168.1.100. Ok, cái máy tính thứ hai này mình sẽ làm tương tự. Mình vào phần config ở đây, 10.1.0.100, đây là cái địa chỉ IP của cái máy này. Còn default gateway thì nó sẽ là 10.1.0.1, đây là cái địa chỉ IP của cái cạc mạng gigabit ethernet thứ hai của cái router ở đây. Nó là gigabit ethernet -0.0.1. DNS server mình tạm thời bỏ qua. Sau đó thì vào phần IP thì mình sẽ có là 10.1.0.100 đi. Sau đó thì đến đây mình có thể ping, mình có thể từ cái máy thứ hai này mình ping đến cái máy thứ nhất. Thì mình sẽ vào phần desktop, mình chọn công cụ là command prompt. Sau đó thì mình đánh vào đây là ping máy thứ nhất 192.168.1.100. Enter một cái. Đấy, các bạn thấy là lần đầu nó hơi lâu một tí. Đấy. Nhưng sau đấy thì nó có reply đây. Thế nếu mà chúng ta muốn xem cái này với cái chế độ simulation thì nó sẽ rõ hơn một tí, thì các bạn có thể làm thế này. Đấy là các bạn vào chế độ simulation ở đây. Đấy, sau đó thì các bạn đánh cái lệnh ping như lần trước. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có một cái là simulation panel. Panel ở đây. Và bây giờ các bạn ấn vào nút play này. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái gói tin nó sẽ được gửi từ máy tính thứ hai này đến router, rồi từ router về máy tính thứ nhất. Sau đấy thì nó sẽ có phản hồi. Đấy, đây là sau khi mà đến cái máy thứ nhất rồi thì nó phản hồi về cái router, rồi từ router phản hồi về đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là đến đây thì nó sẽ có là reply from, tức là có phản hồi từ máy 192.168.1.100. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Có thể kéo rộng cái khung này ra, nó có khá là nhiều cái cột thông tin ở chỗ này. Đấy, đây là cái lệnh mà các bạn đánh vào là ping, và các bạn thấy là cái quá trình xảy ra thì gói tin nó chạy như thế nào. Thế sau khi mà cái hệ thống này nó chạy thành công rồi thì có một việc nữa mà các bạn cần phải làm. Đấy, đấy là gì? Ở đây nó sẽ thường thường là ping nó sẽ gửi 4 lần đi. Đây mới được có 2 lần, thôi thì chúng ta cứ để cho nó chạy. Đấy là với cái router này ấy, thì các bạn sau khi cấu hình xong các bạn cần một cái thao tác, đấy là write memory. Thì ở đây các bạn đánh exit, sau đó exit lần nữa để nó về chế độ là privilege. Sau đấy thì các bạn sẽ đánh cái lệnh là write memory để nó lưu giữ cái cấu hình IP mà mình đã đặt cho cái router này. À, nó báo ok thế này là được. Thế đến đây thì các bạn hoàn toàn có thể lưu lại cái này, cái bài này để chúng ta có thể xem sau.
nối hai máy tính với router, nhưng mà là redo, tức là làm lại một lần. Ok, tôi nghĩ là cái clip này có lẽ là đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.